Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ tặng lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam 4 câu thơ bất hủ tại cầu Nà Cù, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, 28 tháng 3 năm 1951, 28 tháng 3 năm 2021, Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam đã đến thăm và tặng quà các gia đình cựu thanh niên xung phong tại tỉnh Bắc Cạn. Đoàn đã đến động viên thăm hỏi tri ân các gia đình cựu thanh niên xung phong tại thôn Nà Ngăm, Nà Tu, Nà Sòm, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, thôn Tổng Nẻng, phường Huyền Tụng, tổ 16, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Cạn và trao mỗi gia đình một suất quà trị giá 3 triệu đồng. Cũng nhân dịp này, Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam đã quyết định hỗ trợ cho hai hộ gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ 100 triệu đồng để xây dựng nhà ở kiên cố.